Chào bạn, bây giờ là hơn 5 giờ sáng bạn ạ. Mình đang chuẩn bị đợi để đi công trường ấy, đợi người Nhật đến. Đấy, nhưng mà hẹn mãi, người ta hẹn thì sai giờ, bây giờ mình ngồi đây mình ăn cơm đã. Ăn cơm đây. Mua hàng tạp đi. Tạp đi đồ mà sao? Thế sao? Thế sao? Đi vào tạp đi. Để mà xa quá bạn. Ăn cơm. Ăn cơm ấy. Bánh này. Là bị đầy mặt. Sáng bây giờ 5 giờ sáng bạn. Mà nắng. Nắng đã lên rồi. Đầu đã bạc cái rồi, có hai suất luôn, hai suất một cái suất để trưa. Ăn gì mà? Thôi tặng luôn đồng chí này một cái này luôn. Chưa mình uống nước rồi. À, này gì gì này. Tặng đồng chí này nhưng mà có thịt lợn mà thì không ăn, người Indo. Hẹn 5:30 về 5:40 rồi. Em cứ hẹn thì em mà chẳng thèm đến nữa. Nhật. Chào các bạn, bây giờ là buổi sáng các bạn ạ. Đây là thanh niên Okatsu. Thì lâu lắm rồi mới đi được cùng nhau bạn. Đi ăn sáng thì là đi làm, phải là giám đốc sắp xếp ấy. Đây thì là khám phá một con đường mới, một góc phố mới ấy. Đây là Tokyo các bạn ạ. Một góc phố đấy. Cái phố là anh em mình đang đi tìm một công viên á. Mọi người đi rất đông mà. Mọi người cũng đang đi chuẩn bị làm, bây giờ hơn 7 giờ rồi. Iko. Đây thanh niên Dư Loan Tụ ạ. À, ô ca sự mình cứ nhầm mất, mình hay đi Dư Loan Tụ ngày trước ấy. Đây là mình vừa mua hai cây kem đấy bạn. Ôi giời mà. Thế là mình vào đấy vệ sinh không thôi nhưng mà mình quên đũa bạn. Thế là mình mua kem xong mình xin luôn cây đũa này luôn. Chứ không bây giờ tự dưng lại vào xin cây đũa nó lại hơi kỳ một chút. Bình thường là mình nếu mua mì tôm hay cái gì thì mình sẽ người ta cho thêm đũa ấy. Đó. Hashi. Wasure chatta. Mình mua kem lại xin đũa bạn, nên người ta cứ nhìn. Thế nếu mà chai mặt vào không thì chỉ xin đũa cũng được mà. Đấy, quay này. Đấy. Nhiều mà xem bài vào không nhiều lần ấy, quên đũa vào xin một cái đũa, vào vệ sinh không xin đũa ra. Thế người ta cũng cho như mình chai mặt tí thôi. Ăn kem của cô một tệ. Sáng ra ăn kem mà. Đũa là ở Nhật là bao giờ người ta cũng có một cái cây cái tăm luôn đi theo bạn. Này, cái tăm này ăn xong là xịa răng luôn. Đây là một công viên này, anh em đến một công viên các bạn. Công viên này nó chắc là buổi sáng không? Sao có cái lá gì đây này? Công viên này may là nãy vệ sinh rồi chứ có để tôi lên này. Không chỗ vệ sinh, cái này là cái gì, người ta giải cái đất lên và giải thêm cái này là kiểu như gỗ băm ấy.
gỗ gỗ à. Mình tưởng lá vàng rơi cơ. À, có ghế đá đây. Có nước. Thành mình có điệu đá lưỡi. Vậy. Cái này rất là vui nha bạn, đi gặp này hay lắm bạn. Đi mà đi công trường những lúc nắng nóng hay là người Nhật chửi anh em là cứ vui cười với nhau thôi. Em mới ngồi đâu được kiếm công viên kia là có cái nước. Vì nước cái nước kia nó sạch và nước uống được luôn ấy, nước này. Sạch như nước lọc luôn. Anh em vẫn ngồi đây. Cổ. Lá đỏ đây. Tầm nửa tháng nữa là nó sẽ đỏ luôn bạn, đỏ lá vàng này luôn. Lá rất là đẹp luôn. Ô cái thanh niên này. Mình sẽ quay sát luôn các bạn. Thanh niên này. Thanh niên hôm nay ăn cái ấy này bạn. Cái này là mấy cái miếng ấy thôi mà ăn cả buổi sáng cả buổi trưa luôn. Cái này sự chicken tô sao? Chicken. Cái này mình ăn một lúc là hết luôn mà ăn, mình ăn chỉ 2 miếng thôi nhưng mà thanh niên ăn cả buổi sáng buổi trưa luôn, chịu luôn, ăn rất là ít thức ăn này luôn. Nhìn này có điệu đá lưỡi rất là hay các bạn. Anh em vừa ăn cơm xong đây. Thì bây giờ là chuẩn bị vào đi làm thôi. Nhưng mà mình sẽ không đi lại cái con đường vừa nãy, mình sẽ đi theo một cái con đường khác các bạn. Mưa một cô một cô. Thanh niên này trong cặp không biết đựng cái gì mà hôm trước thanh niên kia cũng nhiều đồ. Thử xem ba chút tục. Kapang naka. Ôi dồi ôi, cái gì này? Cái này phải tầm gần 10 cân nữa, gần 10 kg. Nani hai tế. Mizu Mizu Kuhang ko kappa. Sao nhỉ, con nước này. Nước thức ăn với lại cái bộ quần áo mưa mà sao mà nặng như này, nặng trịch này. Bạn xem mình cả đây. Cái đồ cái dụng cụ mình đây như này. Rất là đơn giản một túi này các bạn. Đây là quay gần không. Cái này thì tầm 2-3 cân nhưng mà của thanh niên này mình nghĩ phải tầm 8 cân, 7-8 cân đến chục cân đấy. Anh em đang tìm đường đi vào. Tìm đường vào công trường đây. Đường này nó rất là giống nhau các bạn. Nhìn nó rất là sơ sơ là nó. Mình đi là không để ý là sẽ đi xa là nhầm lạc đường ấy. Rất nhiều lần mình bị nhầm lạc đường các bạn. Ôi 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 thanh niên này chạy kinh đấy. Muộn học rồi.